phim được thuyết minh bởi Jojo Television Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tập 30. Xe kéo. Về nhà rồi. Dừng. Đi dạo dọc sạp sao với mấy cửa hàng là về nhà luôn. Có phải đám thuộc hạ ngu của các người bị phát hiện rồi hay không? Chắc là không. Người chúng tôi ngụy trang rất kỹ. Sai người đi lại một lần con đường triệu kinh trạm đi qua hôm nay. Đem những cửa hàng và dân cư khả nghi giám sát hết cho tôi. Dừng. Ngũ Lý Phố có báo cáo hay không? Vẫn chưa. Có điều Chu Chu vừa phái người đưa tin đã đem chuyện của Nguyên Thị nói cho Âu Dương Tôn. Đoán là mấy ngày nay thập bát đoàn sẽ có hành động. Thông báo cho Tiểu Giả là được. Chuyện này cho bọn họ đi làm đi. Tai mắt của chúng ta chỉ cần theo dõi Ngũ Lý Phố. Hiểu rồi. Cậu đi làm đi. Âu Dương Doanh Trưởng, con luôn phụ trách chuyện điều tra nội gián. Đường Bắc và Nguyên Thị, còn có Đường Bắc với Trương Long, quan hệ của bọn họ con không nghe nói chút nào hay sao? Chúng con đang trong quá trình điều tra Trương Long, chưa từng nghe nói tới Đường Bắc có bất kỳ tiếp xúc nào với họ. Còn về Nguyên Thị, chúng con cũng lần đầu nghe thấy cái tên này. Vậy được, tôi sẽ để Nguyên Thị này chính miệng nói cho tôi. Liên đặc vụ của con chọn ra tinh binh mãnh tướng, bây giờ đi xuống núi nghĩ cách đi vào thành bắt họ Nguyên này về cho cha. Vâng. Doanh trưởng Phạm. Có. Tôi bất kể cậu nghĩ cách gì, mau chóng tìm ra Đường Bắc cho tôi. Dân. Ghi nhớ. Chuyện tôi vừa nói nhất định phải bảo mật tuyệt đối. Chia ra hành động. Dân. Lão Thiết, báo cáo tình hình này với ông chủ Liễu. Hiểu rồi. Vậy đi, chúng ta bây giờ chia ra hành động. 7:30 chúng ta hội họp bên ngoài cửa hàng lương thực Nguyên Ký. Nhất định phải nhìn rõ cho tôi Nguyên Thiện có trong đó không. Dừng, đi đi. Tình báo này là Cốc Vũ đưa lên núi. Tôi nghĩ là người theo dõi kinh trạm quá nhiều, cậu ấy không tiện gặp anh, cho nên dùng cách này. Cách này rất có khả năng sẽ làm lộ cậu ấy. Bọn họ tìm một cái cớ cũng xem như hợp lý để bảo vệ em gái không bị thương. Cái cớ này cũng quá khiên cưỡng, rất khó giấu được tổ chức Miyamoto. Anh nói Triệu Khinh Trập sẽ bại lộ. Lão Thiết, anh xem thế này. Nếu như chúng ta nắm lấy sợi dây Nguyên Thiện, nên để Khinh Trập và Cốc Vũ rời đi. Nào anh Ngụy. Được. Thời kỳ chiến loạn cũng không có gì ngon, mời anh ăn tạm vậy. Thế này đủ thịnh soạn rồi. Anh Ngụy, anh xem. Anh không chê là được rồi. Anh Ngụy, anh với Kinh Trập là bạn tốt của nhau. Mặc dù có xảy ra chút mâu thuẫn, nhưng mà Kinh Trập nói với em, anh đều là muốn tốt cho anh ấy, muốn anh ấy biết đường sửa sai. Bọn em bây giờ cũng không còn đường quay đầu nào để đi nữa. Nhưng mà chúng em vẫn không muốn mất đi người bạn như anh. Nói thật, tôi cũng không muốn mất người bạn như hai người. Tôi cũng rất khó. Cốc Vũ, anh nợ anh Ngụy ân tình, không phải là một hai bữa cơm là có thể báo đáp được. Nói thế nào thì anh Ngụy chính là đại ca, là bạn của tôi, là quý nhân đời này của tôi. Hai người dẫn cây cầu này, tôi ăn bữa cơm này cũng rất ngại đó. Mau mau mau, đừng chỉ nói không anh Ngụy. Nào, chúng tôi mời anh.
Ăn cái này. Triệu hội trưởng, Triệu hội trưởng, có người tìm anh. Cốc Vũ, em còn mời khách khác hay sao? Không có. Ai tìm Triệu hội trưởng vậy? Là Yên Nhiên. Cô ta tới làm gì? Anh Ngụy, anh cứ ăn trước đi. Em ra ngoài xem. Được. Anh Ngụy, tôi tửu lượng không tốt, anh phải uống nhiều nhé. Được, tôi uống nhiều một chút. Ra ngoài cho tôi. Triệu Kinh Trập. Yên Nhiên, cô tới làm gì? Tôi tìm Triệu Kinh Trập, anh ta đâu? Hôm nay nhà của tôi không tiện, có khách. Tránh ra, Yên Nhiên. Cô đang tự ý xông vào nhà dân đó. Triệu Kinh Trập, anh thật không biết xấu hổ. Triệu Kinh Trập, Yên Nhiên, sao cô tới rồi? Kinh Trập, vị này là... Tôi giới thiệu với anh, đây là bạn học cũ của tôi, Yên Nhiên. Tôi giới thiệu với cô, đây là đại ca của tôi, Ngụy Đức Lợi, ông chủ Ngụy. Xin chào. Chào gì mà chào? Bà cô nội này không quen với ông. Đi sang một bên. Triệu Kinh Trập, anh cũng quá không ra gì rồi. Cho dù Yên Nhiên tôi từng làm chuyện có lỗi với anh, nhưng mà anh không thể đập bát cơm của tôi. Yên Nhiên, trong nhà của tôi có khách, có lời gì chúng ta ra ngoài rồi nói. Đi ra, không nói với cô nữa. Triệu Kinh Trập, lời anh muốn hỏi đều đã hỏi. Lời tôi nên nói tôi cũng đã nói rồi. Giết người chẳng qua là đầu chạm đất. Anh còn muốn thế nào nữa đây? Tôi mặc kệ Nguyên Thiện có mua đồ gì, mà cô đội tôi cũng xem như đã giúp anh một việc tốt. Anh đối xử với tôi như vậy sao? Yên Nhiên, thôi thôi, em để cho cô ấy nói. Kinh Trập, nhà cậu có việc, tôi về trước đây. Đại ca, chuyện này sẽ giải quyết nhanh thôi, không sao đâu. Không lỡ chuyện, không lỡ chuyện. Cô mau nói đi, từ sau khi anh tìm Xuân Mãn Lâu tìm tôi không có mối làm ăn nào hết. Khách mới không nhìn trúng tôi nhận. Khách cũ cũng không tới, không có vụ làm ăn nào. Anh bảo tôi ăn gì, mặc gì, chỉ có biết hết gió Tây Bắc thôi. Yên Nhiên, cô không nhận được mối làm ăn nào thì liên quan gì tới nhà của chúng tôi? Nhà chúng tôi đâu phải dẫn mối. Liên quan gì đến cô? Có liên quan đến chồng của cô thôi. Tôi hỏi thú bà rồi, bà ấy nói chỉ cần là khách chọn tôi, chưa đợi vào cửa, toàn bộ bị bắt, không có ngoại lệ. Tôi hỏi bà ấy là ai làm, bà ấy nói với tôi là Triệu Kinh Trập, Triệu Tư Lệnh làm. Ý của cô là tôi không có việc gì làm, chạy đến chỗ của cô gây chuyện chứ gì? Nói thừa. Ngoài anh ra, ai sẽ làm khó cho tôi chứ? Kinh Trập, tôi bất kể anh với Nguyên Thiện có khúc mắc gì, anh đi tìm hắn được không? Đừng gây phiền phức cho tôi nữa. Tôi thừa nhận, trước kia tôi đã làm rất nhiều việc xấu. Cho dù là thiện có thiện báo, ác có ác báo, tôi đã chịu báo ứng rồi. Còn báo ứng gì thảm hơn bắt một người phụ nữ nhà lành bán đứng cơ thể của mình để kiếm tiền hay không? Anh còn muốn tôi làm thế nào nữa đây? Kinh Trập, để tình tôi giúp anh tìm Tiểu Tuyết. Anh tha cho tôi đi được không? Tôi xin anh đó. Yên Nhiên, tôi có khúc mắc với Nguyên Thiện, tôi sẽ tự tìm hắn giải quyết. Tôi chưa từng hại cô. Bà Tú nói Triệu Tư Lệnh làm. Cô tới Thập Nhất Quân để hỏi. Thập Nhất Quân bây giờ không còn Triệu Tư Lệnh nữa rồi. Còn nữa, với mấy chuyện xấu cô làm lúc trước, những người cô đắc tội, tôi có thể đếm cho cô. Lão Tam một mắt, cô đắc tội. Thủ lĩnh của Thập Nhất Quân, Âu Dương Đại Mãn, cô từng đắc tội. Doanh trưởng của Thập Bát Đoàn, hai người này đều không phải nhân vật bình thường. Bất kỳ ai giơ một ngón tay ra đều có thể nghiền nát chết cô. Cô bây giờ cũng có thể ở trước mặt tôi xả giận quán tháng là có Bồ Tát phù hộ cô. Mau chóng cút về cho tôi, dập đầu thắp hương. Yên Nhiên, xin mời cô về. Mau về thắp hương đi. Có chuyện gì? Các anh em có chuyện gì vậy? Nguyên Thiện, Âu Dương Trưởng Quan, có gì thì từ từ nói. Có gì từ từ nói đi. Tôi không có lời gì để nói với ông. Được, được, được.
Đứng im. Tôi muốn ăn bữa cơm cũng không để yên. Anh Ngụy, anh nghỉ ngơi một chút đi, tôi lập tức xử lý rồi quay lại ngay. Được được. Yêu Kê, Yêu Kê, Triệu hội trưởng, ở đâu bắn súng? Là chỗ cửa hàng lương thực Nguyên Ký. Cửa hàng Nguyên Ký. Báo cáo doanh trưởng, chúng ta bị người Nhật bao vây. Trói lấy ông ta. Âu Dương trưởng quan, Âu Dương trưởng quan, đừng trói tôi. Tình hình sao rồi? Người Nhật xem đã có chuẩn bị từ trước. Yamaguchi, tình báo của anh nói quân của thập bát đoàn có đám người xuống núi, nhưng mà chúng tôi phát hiện chính cái xác. Âu Dương Tôn đang mưu túc trí, tình báo có chút sai sót cũng là việc bình thường. Nhưng binh sĩ của đế quốc chúng ta đã chết 18 người, gấp đôi bọn họ. Chúng ta thả ra cái lưới lớn đi câu mấy con cá nhỏ, mất nhiều hơn được. Anh Miyamoto, báo cáo thương vong không quan trọng, quan trọng là chúng ta đạt được mục đích. Ông chủ cửa hàng đó là thuộc hạ của anh phải không? Nói chính xác, là một kẻ bại lộ thân phận. Đối với tổ chức hành động Yamaguchi, bại lộ thân phận đồng nghĩa với chết. Đúng rồi, vừa rồi gặp Triệu Kinh Trập, cậu ta có phản ứng gì? Không phản ứng gì hết. Tên này tố chất tâm lý rất tốt. Yamaguchi, anh có phát hiện gì mới sao? Tôi đang nghĩ bây giờ nên giữ lại cậu ta tiếp tục phục vụ cho hoàng cung Nhật Bản, hay là nên đưa cậu ta đi gặp bố mẹ của cậu ta đi? Vợ à, anh thấy chuyện này anh làm sai rồi. Chuyện gì? Anh ngàn vạn lần không nên, không nên đem chuyện của Đường Bắc nói cho bác Âu Dương. Đánh trắng động cỏ rồi, như vậy nhất định sẽ dấy lên nghi ngờ của Ngụy Đức Lợi. Lại cộng thêm cái miệng quả của Yên Nhi, cô ta chạy tới nháo loạn với anh như vậy, chính là anh tự mình cho mình song phong quán dĩ, tự mình ép mình đến đường chết. Vậy có đường nào giảng hồi không? Tỷ lệ không lớn. Bắt đầu từ bây giờ, anh với Ngụy Đức Lợi không đơn giản chỉ là nghi ngờ lẫn nhau, mà là một cuộc đọ sức mặt đối mặt. Vậy thì anh liều với hắn luôn đi. Liều? Em tưởng người ta là quả hồng mềm. Em mau suy tính làm sao trốn đi. Này, đây không giống như lời anh nói. Từ Yên Nhiên tới Nguyên Thiện, bây giờ không dễ điều tra tìm thuốc Đức Lợi nữa. Vậy làm sao? Bây giờ nói lời này có tác dụng gì không? Em nghĩ làm sao mà trốn đi đi? Em đấy. Còn anh thì sao? Anh dám đảm bảo gần nhà chúng ta có ít nhất hơn 20 cặp mắt đang nhìn vào chúng ta. Muốn trốn chạy cả đôi cơ bản là không thể nào. Cả hai đều không thoát được, một người có thể thoát sao? Em thực sự đừng nói, Ngụy Đức Lợi vì sao không vạch trần chúng ta? Hắn đang giả hồ đồ với em, hắn muốn vớt con cá lớn. Cho nên chúng ta chỉ cần một người ở nhà, một người khác nhất định an toàn. Hắn sẽ không ra tay, cho nên kế hoạch của bọn họ là cơ hội trốn chạy thành công của em. Được.
Anh đi, em ở lại cho. Em trực tiếp giết anh cho xong. Đoàn trưởng, quyết định này của tôi thật sự quá qua loa, hoàn toàn bị người khác lợi dụng, trở thành công cụ địch giết người diệt khẩu. Mấu chốt nhất là đã thêm rắc rối cho Kinh Trập. Hành động của chúng ta là bảo mật, làm sao để người Nhật biết được? Còn chỗ chưa rõ ràng hay sao? Ẩn quả trong thập bát đoàn chưa hoàn toàn loại bỏ, mà ngày càng lớn mạnh. Sáng ngày mai em giả vờ ra ngoài mua thức ăn, giả vờ ung dung chút, bình tĩnh chút, chắc chắn sẽ có đuôi đi theo em. Có điều anh tin, đối với hiểu biết về Thanh Phong lĩnh của em, cắt đuôi bọn họ không phải vấn đề. Em có nghe anh nói hay không? Em đi đâu? Em làm gì đấy? Hai chúng ta có phải chỉ có một người sống? Có một người sống chính là thắng lợi của chúng ta rồi. Vậy đem em giết đi. Ông chủ, người chúng ta đã bao vây Triệu gia. Ông xem khi nào hành động. Không vội, nhưng tên Triệu Kinh Trập xảo trá như cá trạch. Tôi sợ hắn chạy mất. Nếu như dưới mười mấy người giám sát, hắn có thể thuận lợi chạy trốn, chứng tỏ tôi đã nuôi một đám lợn ngu. Nhưng tôi vẫn lo đêm dài lắm mộng. Chúng ta bắt không chỉ là một mình Triệu Kinh Trập, người chúng ta bắt là người phía sau. Chúng ta phải đào triệt để ra đường dây cộng sản. Hiểu rồi. Nếu em thoát khỏi bọn họ, phải giao cái này cho Liễu giáo quan. Đây là gì? Ngụy Đức Lợi nói đây là sổ ghi chép của hắn. Đây đâu giống như là chữ ghi sổ. Anh thấy giống như tổ hợp phát điện báo, phương thức trao đổi mật mã giống. Đây là anh ghi lại. Anh nhìn qua, dù sao cũng ghi được không ít. Bản lĩnh nhìn qua không quên vẫn chưa mất. Bà xã, nếu như vật này vô dụng, chúng ta không nói nữa. Nếu như có ích, thì coi như anh làm chút cống hiến cuối cùng cho sự nghiệp kháng Nhật. Em sao nhìn chằm chằm anh thế? Em không cam tâm. Em không cam tâm. Anh nhất định sẽ nghĩ ra cách, đúng không? Nhiều năm nay có nhiều người muốn giết anh, muốn hại anh như vậy. Anh đều có thể bình an vô sự, quá dữ thành lành. Lần này anh nhất định cũng có thể. Em không tin ông chủ Ngụy đấu lại anh. Em hiểu rõ anh. Ngụy Đức Lợi cũng hiểu rõ anh. Lỡ như hắn còn hiểu anh hơn em. Em mặc kệ. Dù sao em cũng không cam tâm. Anh sẽ không để cho em thất vọng, có đúng hay không? Anh sẽ không để tất cả người tin anh thất vọng. Anh là ai chứ? Anh không phải là người thường. Anh là Triệu Kinh Trập. Em tin anh. Mặc kệ anh với Nguyên Thiện có khúc mắc gì,
Anh đi tìm ông ta nói chuyện được không? Anh đừng gây phiền phức cho tôi. Tôi với Nguyên Thiện có khúc mắc, tôi tự đi tìm hắn giải quyết. Tôi chưa từng hại cô. Tú bà nói là Triệu Tư Lệnh làm. Cô lên Thập Nhất Quân hỏi thử. Thập Nhất Quân bây giờ ân oán cá nhân. Triệu Kinh Trạm có ý gì đây? Hắn rốt cuộc có ân oán cá nhân gì với Nguyên Thiện chứ? Là trùng hợp hay là che đậy? Ra ngoài mua thức ăn đi. Làm gì? Mua thức ăn. Chúng ta không phải nói sao? Ai nói với anh? Nhà này ai làm chủ? Em định giở trò với anh. Em đang giở trò với anh đấy. Triệu Kinh Trạch, nếu như hai chúng ta nhất định một người phải chết, người đó là em đi. Em cái gì cũng không bằng anh, chuyện gì cũng không làm tốt, không làm xong. Em vẫn là câu nói đó, anh nhất định sẽ nghĩ ra cách. Em tin anh. Nếu như anh nhất quyết bắt em làm chuyện em không muốn, vậy bây giờ em chết trước mặt của anh. Tính tình của em anh biết rõ mà. Nói ra được thì làm được. Được, anh đi. Em nói không sai. Anh là Triệu Kinh Trập. Anh có thể lật mình trong chỗ chết. Anh chính là con vịt bị nấu chín vẫn có thể bay lên. Đợi anh. Triệu Kinh Trạch ra rồi, chú ý hắn, xem hắn đi đâu. Rõ. Giấy tờ. Phim được thuyết minh bởi Jojo Television Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Miyamoto sao? Tôi muốn hỏi xem Triệu hội trưởng có tới chỗ anh hay không? Không có. Không có chuyện gì. Làm phiền rồi. Tạm biệt. Ông chủ, Triệu Kinh Trạch chạy rồi. Triệu phu nhân đâu? Triệu phu nhân còn ở trong nhà. Chỉ cần Triệu phu nhân còn ở, Triệu Kinh Trạch không thoát được. Sai người theo dõi cô ta đi. Tạm thời đừng kinh động tới cô ta. Đợi một chút. Chuyện này giao cho đội hiến binh làm đi. Hiểu rồi. Đến đây. Giáo quan, mời vào đi. Giáo quan, tôi tới thừa nhận sai lầm. Ngồi xuống nói. Cái chết của Nguyên Thiện đã chặn đứt manh mối cực kỳ quan trọng của chúng ta. Toàn bộ đều do tôi mà ra. Tôi xin trừng phạt. Tình hình cụ thể Âu Dương đoàn trưởng đã thông qua lão thiết báo cho tôi. Vấn đề lớn nhất của cậu không phải là chặt đứt manh mối Nguyên Thiện, mà là bại lộ chính mình. Tôi rất lo cho bác Âu Dương. Tôi cảm thấy bên cạnh ông ấy có một đường bắt đã quá nguy hiểm rồi. Tâm trạng cậu tôi có thể hiểu, nhưng cách làm của cậu tôi không tán thành. Đường bắt có nói ra manh mối giá trị nào không? Đường bắt đã mất tích rồi. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Mất tích? Sao có thể như vậy được? Theo tình hình tôi tìm hiểu, em gái Tiểu Tuyết đã mang tình báo nói cho Âu Dương đoàn trưởng. Sau khi Đường Bắc mất tích, tình báo chỉ có thể truyền đạt tới quân doanh doanh cấp 1. Đường Bắc làm sao mà biết? Theo suy đoán,
Có lẽ cô tật giật mình. Sau khi cô ta nhìn thấy gốc vũ, lo lắng sẽ có chuyện gì xảy ra, cho nên đã sợ tội bỏ trốn. Giáo quan, lần này chắc chắn xong rồi. Có điều may mắn có một đột phá mới. Cửa hàng thuốc Đức Lợi, anh biết. Đồng chí của chúng ta luôn chú ý đến cậu. Các người chắc chắn biết Yên Nhi có tới nhà tôi. Sao vậy? Có chuyện gì? Triệu phu nhân, không có chuyện gì hết. Cả Bắc Đoàn đột kích cửa tiệm lương thực Nguyên Ký. Hoàng quân lo cho an toàn của Triệu hội trưởng và Triệu phu nhân. Triệu hội trưởng đâu rồi? Ra ngoài mua thức ăn rồi. Triệu hội trưởng còn tự mình đi mua thức ăn. Duy trì hội có nhiều người như vậy. Duy trì hội là phục vụ cho thiên hoàng Nhật Bản, không phải phục vụ cho nhà chúng tôi. Đi thông thả nha. Yên Nhiên vừa tới nhà tôi đã đổ dầu vào lửa. Cốc Vũ đâu? Ở nhà. Ở nhà. Cậu đã bại lộ rồi, vì sao còn giữ Cốc Vũ ở lại nhà? Cậu làm như vậy rất nguy hiểm, có biết hay không? Không phải tôi muốn giữ cô ấy ở lại, là tự cô ấy muốn ở lại thôi. Cô ấy luôn nghĩ cô ấy còn có cơ hội. Cô ấy không phục. Yên Nhiên tới nhà gây chuyện. Nguyên Thiện đột nhiên bị giết. Cậu đã bị bại lộ hoàn toàn trước mặt tổ chức Yamaguchi. Sao cậu có thể cải tử hồi sinh? Ông chủ quỷ kia là người thông minh. Người thông minh sợ nhất là gì? Người thông minh sợ nhất là kẻ ngốc. Vì sao? Người thông minh giao du với người thông minh, trí thông minh của họ sẽ đến cực hạn. Nhưng người thông minh một khi gặp kẻ ngốc, bọn họ sẽ buông cảnh giác. Không biết chừng tôi có thể cải tử hồi sinh. Không được, quá mạo hiểm. Chúng ta nghĩ ra cách khác đi. Tôi nghĩ thế này, tôi tiếp tục ở lại đây, mọi chú ý của tổ chức Yamaguchi đều sẽ đặt trên người của tôi. Như vậy người có thể tiếp tục điều tra, sẽ có cơ hội tương đương với việc tôi yểm hộ quả lực để các anh xung phong. Tôi thừa nhận là cậu nói có lý, nhưng mà tôi không cho phép cậu hy sinh vô ích. Trên chiến trường đâu có ai không chết. Không được, công việc của hai người tới đây kết thúc. Tôi sẽ nghĩ cách đón Cốc Vũ đi ra. Giáo quan, cậu tự mạo hiểm còn muốn kéo cả Cốc Vũ chôn theo sao? Những lời này tôi đã nói với Cốc Vũ rồi. Anh biết người ta nói gì không? Chồng không sai vợ, cán không rời cân. Gả gà theo gà, gả chó theo chó. Tôi không quản được cô ấy. Suýt chút là tôi quên một chuyện rất quan trọng. Cái này cho anh. Yêu Kê. Yêu Kê à? Phu nhân, cô gọi tôi. Anh có mắt nhìn hay không? Đưa tôi. Không phải cái này, đi rót nước cho hoàng quân uống đi. Anh nói xem người ta đứng ở đây thẳng tắp như cây cột điện, thật không dễ dàng gì. Dân. Cậu phân tích rất có lý. Quả thực rất giống như phương thức trao đổi mật mã. Tôi sẽ mau chóng cho chuyên gia mật mã của chúng ta để tiến hành phân tích. Được, giao cho anh. Được. Triệu hội trưởng, anh cần mua thuốc hay sao? Triệu huynh đệ, sao cậu tới đây? Anh Quỷ, tôi bị người ta theo dõi. Theo dõi? Theo dõi cậu, rốt cuộc là có chuyện gì? Còn không phải là đám cảnh sát chìm của thập bát đoàn đi theo tôi cũng không phải một hai ngày rồi. Nào, mà ngồi đây đi. Tôi nói gì nào? Không được làm chuyện có lỗi với lương tâm. Cậu sẽ gặp báo ứng đó. Bây giờ tôi là lợn chết, không sợ nước sôi. Hôm nay tôi tìm anh uống rượu. Uống rượu gì chứ? Nào uống trà đi. Thôi đừng uống trà nữa. Tối qua để cái cô kỹ nữ Yên Nhiên đó náo loạn như vậy. Uống chưa đã? Hôm nay tôi mời anh. Được, nếu cậu muốn mời thì tôi uống. Chúng ta uống ở đây luôn. Không được, tôi phải mời anh. Anh nhà em chúng ta, ai mời có gì khác nhau? Cậu coi đại ca là người ngoài rồi. Được, được. Đợi chút. Đoàn trưởng, chúng tôi tìm được Đường Bắc rồi. Có điều là xác. Đường Bắc chết rồi sao? Đưa tôi đi xem. Quá nhẫn tâm. Một đao chí mạng. Lại là giết người diệt khẩu.
Kinh Trạch huynh đệ, rốt cuộc có chuyện gì? Ông chủ của cửa hàng lương thực Nguyên Ký, Nguyên Thiện chết rồi, biết chưa? Mọi người đều biết. Anh biết là nhầm vào ai hay không? Cậu biết, không phải nhầm vào người khác, mà nhầm vào Triệu Kinh Trạch tôi, vào cậu. Tôi nói anh nghe, hơn 10 năm trước tôi đã quen với Nguyên Thiện rồi. Ông ta khi đó còn là ông chủ thôn Huệ. Cả đời này tôi từng làm một lần chuyện cướp nhà của chính ông ta. Ông ta từng muốn cùng Yên Nhiên còn có Âu Dương Đại Mãn liên thủ với nhau, hại chết tôi. Nguyên Thiện hôm qua bị giết có liên quan gì tới chuyện 10 năm trước? Tôi nói với anh, Nguyên Thiện có câu kết với người Nhật. Anh biết chứ? Điều này tôi không biết. Cậu nghe được từ đâu? Tôi là ai? Chuyện của tôi, chuyện tôi muốn biết không thể không biết. Huynh đệ của anh là Triệu Kinh Trập. 10 năm trước bọn họ muốn giết chết tôi, không thành công, nguy hiểm. 10 năm sau bọn họ ngóc đầu trở lại. Bọn họ học được thông minh rồi. Bọn họ muốn mượn tay người Nhật để loại bỏ tôi. Bọn họ sợ tôi báo thù. Nói đi nói lại vẫn là chuyện 10 năm trước. Anh có biết ai nói em gái tôi ở Bảo Định hay không? Ai vậy? Chính là cô kỹ nữ Yên Nhiên này. Anh biết là ai sai cô ta làm chuyện này không? Chính là Nguyên Thiện. Kẻ đứng sau toàn bộ chuyện này là ai? Chính là Âu Dương Đại Mãn, giết người diệt khẩu ở cửa hàng Nguyên Ký. Làm sao mà cậu biết kẻ đứng phía sau là Âu Dương Đại Mãn? Anh biết tôi đến cửa hàng lương thực nhìn thấy ai hay không? Đường Bắc. Đường Bắc là ai anh biết không? Không ấn tượng. Bây giờ cô ta là bạn gái của Âu Dương Đại Mãn. Anh hiểu rồi chưa? Tôi không hiểu. Anh nói cái đầu này của anh sao lại không linh hoạt gì vậy? Anh nào kính anh. Đường Bắc và Nguyên Thiện này có một chút quan hệ cũng không có. Cô ta tìm hắn làm gì? Tôi vừa muốn lần theo manh mối này để điều tra. Âu Dương Đại Mãn đã giết người diệt khẩu. Ý của cậu là Âu Dương Đại Mãn, Yên Nhiên, Nguyên Thiện cấu kết với nhau, mượn tay người Nhật trừ khử cậu. Cuối cùng anh cũng hiểu, Âu Dương Đại Mãn là chiến sĩ kháng Nhật, sao có thể cấu kết với người Nhật được? Anh ơi, chuyện này ai nói chuẩn chứ? Trước kia tôi còn là tư lệnh của thập nhất quân, bây giờ mặc bộ đồ này vào trở thành hội trưởng của duy trì hội, đúng không nào? Sao có thể giống nhau? Cậu là tự nguyện. Hơn nữa, em gái của cậu quả thật ở Bảo Định, cô ta cũng không tính là lừa gạt cậu. Không phải như vậy. Vì sao cô ta không sớm nói cho tôi biết em gái của tôi ở Bảo Định không phải là một ngày hai ngày? Vì sao phải đợi đến khi những người Nhật này chiếm thành Bảo Định mới nói cho tôi biết? Đó là vì bọn họ muốn tôi tự giác tự nguyện rơi vào cái bẫy của quỷ Nhật. Lời này cậu nói càng lúc càng không ra sao. Âu Dương Đại Mãn sao có thể bán đứng cha của mình? Âu Dương Đại Mãn bán đứng cha của mình không phải lần một lần hai đâu. Đoàn trưởng Âu Dương Tôn đó làm sao mà bị giáng xuống? Chính là vì con trai của ông ta. Anh ta ngoài không bán đứng bản thân, ai cũng bán đứng hết. Em gái anh ta, Tiểu Mãn. Tiểu Mãn là em gái ruột thịt của anh ta. Cô ấy căn bản không phải là hán gian gì hết. Đó là người tôi yêu nhất. Không phải vẫn bị hắn hại chết hay sao? Nói như vậy đi, lão già Âu Dương Tôn chính là hôn quân. Âu Dương Đại Mãn là gian thần của ông ta. Hôn quân xứng gian thần. Thập bất đoàn không muốn xong cũng phải xong. Thôi, cậu đừng nói như vậy. Được rồi huynh đệ, cậu uống ít thôi. Tôi vừa nhắc tới Tiểu Mãn liền thấy khó chịu ở trong lòng. Nhưng mà những lời này tôi không biết nói cùng ai. Tôi nói với anh lời trong lòng của mình. Tôi rất vui. Tôi biết anh em. Cậu coi tôi là anh ruột của cậu. Cậu có lời gì cứ việc nói với tôi. Thôi đừng uống nữa, huynh đệ. Triệu phu nhân à, sao vậy? Đây là sao? Mau chống nhiều đi. Không sao, cậu ấy ở chỗ tôi uống hơi nhiều. Nào, từ từ chậm thôi. Bật cửa.
Nào bật cửa, công chân, đi. Đi đi. Yêu kê, đặt anh ta lên ghế, đừng cho vào phòng. Không được, đặt ở đây. Được, 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 từ từ, từ từ, từ từ. Giỏi lắm rồi. Sao có thể uống ra thế này? Em dâu đừng giận mà. Kinh trạng hôm nay không được vui cho lắm, cho nên mới uống thành thế này. Tâm trạng của anh ta không tốt, tâm trạng của tôi cũng không tốt. Cái nhà này đang yên đang lành, anh ta biến thành thế này rồi. Anh còn có lý. Kinh trạng huynh đệ, mặc kệ anh ta đi. Anh Nguyễn, để anh ta ở đây đi. Chúng ta vào nhà uống trà. Vậy mặc kệ anh ta đi. Ok, các anh cũng nghe rõ đây. Ai cũng không được động vào anh ta. Để anh ta ở đây ngủ đi. Có thể ngủ bao lâu thì ngủ bấy lâu, không tỉnh lại mới tốt. Anh Nguyễn à, mời anh. Được. Anh Ngụy, xin mời ngồi. Không sao, không cần lo cho anh ta. Kinh Trập huynh đệ tử lượng lớn thật, tôi không uống được như cậu ấy. Kinh Trập, sau khi từ Bảo Định trở về, trong lòng luôn có tảng đá lớn đè lên. Anh ấy luôn thầm nói với tôi, có người muốn mượn tay người Nhật trừ khử anh ấy. Anh ấy nói nhất định phải điều tra rõ chuyện này, tìm lại công bằng cho mình. Anh Ngụy à, anh cũng biết Kinh Trập là người cứng đầu. Chuyện anh ấy muốn làm, ai có thể ngăn cản được anh ấy? Tôi nói thật với anh, anh ấy không chỉ muốn báo thù cho Tiểu Mạn, còn muốn xả cục tức trong lòng. Theo lý mà nói, chuyện nhà các người tôi không nên chen miệng. Nhưng mà Kinh Trập làm sao mà biết được? Chuyện Bảo Định không có liên quan tới Âu Dương Đại Mãn chứ. Mới bắt đầu tôi cũng không tin chuyện này. Cái tên Mãn Đầu Heo này, mặc dù tôi với anh ta không có ấn tượng tốt gì, người này quỷ kế đa đoan, là tên khốn từ đầu tới cuối. Nhưng mà cho dù khốn nạn thế nào cũng là người Trung Quốc, làm sao mà có thể quen biết với người Nhật. Sau đó Kinh Trập nhắc nhở tôi, tôi cảm thấy không có gì là không thể. Lời này sao nói vậy được? 10 năm trước, Âu Dương Tôn đã sắp xếp cho tôi đi Nhật du học. Sau đó, vì Mãn Đầu Heo và Yên Nhiên giở trò bên trong cấu kết với nhau, chuyện này liền không thành. Sau đó, ông ấy sắp xếp cho Tiểu Mãn đi Nhật du học. Ông chủ Ngụy, ông nghĩ xem, Âu Dương Tôn nếu không có quan hệ với người Nhật, vì sao động tí là đưa người đi Nhật du học? Nhưng mà nếu như mấy chuyện trước chỉ đều là suy đoán, thì chuyện tối qua xảy ra ở cửa tiệm Nguyên Ký đã làm cho Kinh Trập hoàn toàn tin. Bắn đầu heo nếu như không có quan hệ với Nguyên Thiện, thì vì sao hắn giết Nguyên Thiện diệt khẩu? Lời này nói rất có lý. Ông chủ nên ăn cơm rồi. Dương Thuận, cậu thấy sao lời Triệu Kinh Trập nói? Tôi thấy lời giải thích của hắn rất có lý. Một lời giải thích hoàn hảo kín kẽ. Bất luận là đến Xuân Mãn Lâu tìm Yên Nhiên, hay là âm thầm điều tra Nguyên Thiện, thậm chí là sai Cốc Vũ tới Thanh Phong Lĩnh đưa tin, nghe vẫn rất hợp tình hợp lý, không có nửa dấu vết ngụy tạo nào. Nhưng mà vì sao hắn muốn nói với tôi mấy cái này? Rượu say nói thật. Đúng là rượu say nói thật. Có lẽ là như vậy, có lẽ cũng không phải. Vậy ý của ông chủ là, hoặc là hắn coi tôi là bạn không có gì không thể nói, hoặc là hắn đã biết thân phận của tôi, cho nên mới cố ý che đậy. Lời giải thích là che đậy, nhưng tôi không hiểu. Mỗi chuyện hắn nói đều đã từng xảy ra, không có bất kỳ thêm mắm dặm muối nào, không có sự xuyên tạc hay ngụy tạo. Giống như là mỗi chuyện 10 năm trước xảy ra đều là chuẩn bị cho ngày hôm nay của hắn vậy. Cho dù chúng ta nghi ngờ lời hắn nói là giả đi, cũng không tìm ra được dấu vết ngụy tạo nào hết.
phim được thuyết minh bởi Jojo Television Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.生生死死，心中明媚着永远的。